Hôm nay mình sẽ nói về 5 điều mà mình thích về công việc của mình. Và mình sẽ dạy các bạn một số cái từ vựng về chủ đề công việc nha. Đầu tiên, ở đại học mình học ngôn ngữ học tiếng Việt. Mình có đam mê về ngôn ngữ. Thành ra là cái công việc này nó thỏa mãn đam mê của mình. Mình có cơ hội được thảo luận và được dạy người khác cái mà mình giỏi và mình đam mê. Mình cảm thấy đó là một cái điều rất là may mắn. Thứ hai là thời gian làm việc linh hoạt. Annie không phải ở văn phòng từ sáng tới chiều, từ thứ hai tới thứ sáu. Cái này rất là quan trọng với mình, nhất là sau khi mình có con, mình có nhiều thời gian để làm ở nhà và chăm sóc con hơn. Thứ ba là mình có cơ hội được gặp rất là nhiều người thú vị. Mình học được rất là nhiều từ học viên của mình. Nhiều học viên của mình là giáo viên dạy tiếng và chỉ mình rất là nhiều làm sao dạy tiếng giỏi. Rồi có nhiều sinh viên là doanh nhân thì cho mình nhiều lời khuyên về kinh doanh. Mình thấy rất là may mắn và biết ơn được gặp những người như vậy. Thứ tư là công việc của mình có một sự đa dạng. Ngoài dạy, mình cũng có cơ hội được viết tài liệu như là sách hoặc là bài học ở trên app của mình. Rồi mình cũng được quản lý một cái trung tâm tiếng Việt nhỏ nữa. Nên là không có bị nhàm chán, lúc nào cũng cảm thấy thú vị. Cuối cùng, thứ năm là về thu nhập. Để mà làm giàu với công việc này thì hơi khó, nhưng mà thu nhập đủ và xứng đáng với lại công sức và kinh nghiệm của mình. Tất nhiên là mình muốn thu nhập sẽ tăng trong tương lai, nhưng mà hiện nay mình không có phàn nàn gì hết về cái thu nhập do công việc này mang lại. Còn các bạn thích cái gì về công việc của mình? Chia sẻ với Annie ở trong phần bình luận nha. You now can study our subscription lessons with our new app. There are a lot of free lessons for you to try us out. Links to download the app are in the description box.